Chào mừng các bác đã đến với kênh Hàng Nội Địa Nhật Tiến Vũ. Các bác vào xem kênh nhớ cho em xin một nút like, một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để kênh em ngày càng phát triển. Hôm nay thì em đến với các bác một cặp nồi cơm dung tích 1,8 L, một chiếc nồi Panasonic và một chiếc nồi National dung tích 1,8 L điện 100V, cốc bùa, màn hình nét, giọng nói cô gái Nhật. Thì sản phẩm này là dành cho gia đình đông người từ 5 đến 8 người. Đây là một sự lựa chọn thông minh nhất cho mọi gia đình khi sử dụng đến Hàng Nội Địa Nhật. Thì chất lượng là tuyệt hảo và dùng rất là đơn giản. Thì các bác có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Em ship hàng toàn quốc. Cặp nồi bên ngoài rất đẹp, hoạt động hoàn hảo, chất lượng rất tốt. Đây là sự lựa chọn thông minh cho các gia đình. Đời sống ngày càng nâng cao, cái nhu cầu về về ăn uống ngày càng nâng cao, nên cần những cái nồi có chất lượng cao, phù hợp với mọi gia đình Việt Nam. Khi đã dùng nồi Hàng Nội Địa Nhật rồi thì các bác không bao giờ quên được chất lượng quá tuyệt. Chiếc National này là chiếc này là màn hình nét, giọng nói cô gái Nhật, dung tích 1,8 L, và chiếc Pana dung tích 1,8 L sử dụng rất là đơn giản. Đây là một sự lựa chọn thông minh cho tất cả các bác. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video.